Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trong cả nước, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt hành chính và thậm chí là khởi tố các đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Mới hôm qua, ngày 16 tháng 10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau đã triệt phá một tụ điểm đá gà quy mô lớn tại khu đất trống phía sau nhà mồ thuộc ấp Bầu Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. 17 người có liên quan và các tang vật đã được chuyển về cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý. Liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền, cũng trong ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 27 đối tượng với mức 1,5 triệu đồng một người về hành vi đánh bạc. Đây là những người tham gia đá gà tại phần đất trống phía sau nhà ông Lê Văn Hậu thuộc ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, bị đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Mỹ Hòa Hưng bắt quả tang. Trước đó một ngày, Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũng bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền tại nhà một hộ dân ở ấp 3, xã Vị Tân. Khi lực lượng công an xuất hiện, nhiều đối tượng đã trốn vào nhà dân và bụi rậm nhưng không thoát. Cơ quan công an đã đưa 27 đối tượng cùng tang vật là 6 con gà trống đá, trong đó có 2 con đang mang cửa sắt và một số vật dụng liên quan đến việc đá gà về trụ sở để xử lý. Ngày trước, đá gà vốn được xem là một bộ môn nghệ thuật, là trò chơi dân gian thường được người nông dân tổ chức vào các ngày lễ Tết. Đây là một trong các hình thức giải trí trong thời gian nông nhàn và không mang tính sát phạt ăn thua. Tuy nhiên, về sau, những người có máu đỏ đen đã biến sân gà thành chiếu bạc mà quên hoặc cố tình không hiểu đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đừng vì một phút hơn thua mà lâm cảnh nợ nần, thậm chí là rơi vào vòng lao lý.